Xin chào, với được trở lại chương trình của The LV News và chương trình The Premiering trực tiếp vào lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Ngày hôm nay là ngày Super Tuesday, ngày 5 tháng 3 của 2024, và chúng ta sẽ đưa ra một số vấn đề cần biết về siêu Super Tuesday. Một ngày trọng đại trong lịch sử bầu cử sơ bầu tổng thống của năm nay 2024. Khi ông Biden và Tổng thống Trump chạy đua vào cuộc đề cử ứng cử viên của đảng, một số người có thể cảm thấy như cuộc bầu cử sơ bộ của Tổng thống được kết thúc. Nhưng trên thực tế, hầu hết các bang vẫn chưa có bầu. Điều đó sẽ thay đổi vào cái tháng tới, tức là tuần này, ngày mai, hôm nay, ngay lập tức, thứ ba. Vào ngày Tuesday, 13 cử tri của 15 cái tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ chuẩn bị bầu chọn ứng cử viên Tổng thống ưa thích của họ. Như vậy, siêu thứ ba là gì? Siêu thứ ba là tên không chính thức cho ngày diễn ra cái chu kỳ bầu cử tổng thống mà có nhiều tiểu bang tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ nhất. Như vậy, khoảng 1/3 tổng số đại biểu tham dự của đại hội đề cử tổng thống sẽ được dành cho ngày siêu thứ ba. Ngày nay có thể rơi vào ngày thứ hai hoặc là có thể rơi vào tháng 2 hoặc tháng 3 tùy thuộc vào cái thời điểm các bang bỏ phiếu sớm tổ chức cuộc tranh cử sơ bộ. Năm nay, ngày siêu thứ ba là ngày 5 tháng 3. Ai sẽ bỏ phiếu vào ngày siêu thứ ba? Số lượng các bang siêu thứ ba có thể khác nhau do mỗi tiểu bang chọn cái ngày bầu cử sơ bộ tổng thống theo luật riêng của mình. 15 bang bỏ phiếu của năm nay gồm có Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia. Cử tri trên lãnh thổ Samoa thuộc của Mỹ cũng sẽ bỏ phiếu. Điểm mới trong cuộc bầu cử này là Iowa sẽ công bố kết quả của ngày siêu thứ ba. Trong khi đảng Cộng hòa Iowa đã tổ chức cuộc họp kín truyền thống của họ vào ngày 15 tháng 1, thì đảng Dân chủ đã phá vỡ nguyên tắc truyền thống và tổ chức cuộc họp kín bỏ phiếu qua thư. Với kết quả sẽ được công bố ngày hôm nay, tức là ngày 5 tháng 3. Sự thay đổi này là kết quả của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ quyết định gây tranh cãi để biến Nam Carolina trở thành tiểu bang đầu tiên trong cái lịch chính của mình. Thứ ba là ngày được lựa chọn cho các cuộc bầu cử liên bang kể từ thế kỷ thứ 19, khi Quốc hội đã thông qua chỉ định thứ ba sau ngày thứ hai đầu tiên của tháng 11 là ngày bầu cử. Nhưng cái mà ngày gọi là siêu thứ ba không trở thành hiện thực, nó không trở thành một cái hiện tượng phổ biến cho đến tận ngày, tức là tận trong giai đoạn hiện giờ. Ok quý vị, Trung tâm Hiến pháp Quốc gia còn ngày 25 tháng 5 của năm 1976 là một trong những ngày siêu thứ ba sớm nhất. Trong đó, 6 bang tổ chức cuộc tranh cử tổng thống sơ bộ. Năm 1980, hiện tượng này tiếp tục xảy ra khi 7 cuộc bầu cử sơ bộ và cuộc họp kín được tổ chức ngày 11 tháng 3. Tuy nhiên, trong cái thời kỳ đó thì cụm từ siêu thứ ba. Ok quý vị, cái cụm từ siêu thứ ba thường được dùng để chỉ ngày thứ ba cuối cùng của bầu cử sơ bộ của tháng 6 khi một nhóm quan trọng như California, New Jersey sẽ bỏ phiếu. Cách sử dụng này có thể tìm thấy trong ấn bản ngày 3 tháng 6 của năm 1976 của cái tờ Lodi News Sentinel. Nhưng đến năm 1984, cái sự kiện siêu thứ ba lớn hơn vào đầu năm mới sẽ bắt đầu trở lại thành truyền thống hiện đại khi các tiểu bang bắt đầu tải trước hoặc tiến hành các cuộc tranh cử sơ bộ để tăng cường ảnh hưởng của họ đến quá trình đề cử. Siêu thứ ba sẽ tạo ra sự khác biệt trong năm nay như thế nào? Trong lịch sử, siêu thứ ba được coi là một trong những ngày có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống, giúp củng cố vị thế ứng cử viên với tư cách là người dẫn đầu đảng của họ. Nhưng cái năm nay, vấn đề này có thể được tranh luận. Ông Biden phải đối mặt với hai đối thủ cho vị trí đề cử của đảng Dân Chủ, đó là Williamson và dân biểu Dean Phillips. Nhưng cả hai đều chưa gây ra cái mối đe dọa nào.
Ủy ban quốc gia của đảng Dân Chủ cũng tuyên bố ông Biden là ứng cử viên, từ chối tổ chức tranh luận sơ bộ, thậm chí còn từ chối đưa ra những người thách thức ông vào lá phiếu. Về phía của đảng Cộng Hòa, Tổng thống Trump đã thống trị cuộc đua kể từ khi ông tuyên bố tranh cử tháng 11 của 2022. Mặc dù phải đối mặt với 4 cáo trạng hình sự, nơi từng là hai con số gồm ứng cử viên đề cử khác, Tổng thống Trump chỉ có thêm sự ủng hộ và đảng Cộng Hòa hiện chiếm 73.5% theo cái mức của tờ báo Real Clear Politics. Tuy nhiên, bà Nikki Haley với tỷ lệ là 18.8% đang tiếp tục tiến đến cái quê hương của bà. Bà đã thất bại một cách thảm hại tại đó. Và 50 đại biểu đã tranh cử vào ngày 24 tháng 2, đa số thuộc về Tổng thống Trump. Để bảo đảm được cái đề cử của đảng Cộng Hòa, một ứng cử viên cần được ít nhất là 1.215 cái đại biểu trong 2.479 cái đại biểu của đảng. Cho đến nay, bà Haley đã giành được 17 cái đại biểu với 33 đại biểu của Tổng thống Trump. Và đương nhiên bà nhận được một số cái đại biểu khi chiến thắng tại Washington đấu ngày hôm qua. Bà đã không nhận được bất kỳ cái đại biểu nào của 26 đại biểu đến từ Nevada, vì bà đã không chọn tham gia cuộc họp kín của đảng Cộng Hòa ở bang đã xảy ra vào ngày 8 tháng 2. Bà đã thất bại hoàn toàn tại Nam Carolina, Idaho và Michigan. Và đương nhiên bà vẫn tiếp tục thảm bại. Thì đó là lịch sử của ngày siêu thứ ba. Và lịch sử này nó sẽ carry của ngày hôm nay. Và khi tôi đưa cái bản tin này thì tất cả các polling của 15 tiểu bang chính thức đã mở cửa. Thì chúc quý vị một ngày bầu cử của Super Tuesday một cách tuyệt vời. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin cho quý vị trong chương trình của LV News. Số điện thoại của chương trình là 657-600-8888 và chúng ta sẽ trở lại bản tin tiếp theo. Trở lại cập nhật cái tình hình biên giới và cuộc chiến biên giới của tiểu bang Texas với chính quyền của Biden. Đây là tin vui cho tiểu bang Texas. Tòa phúc thẩm của Hoa Kỳ đã tạm dừng lệnh nhắm vào luật nhập cư bất hợp pháp của tiểu bang Texas. Lệnh này có nghĩa là luật được cơ quan lập pháp thông qua được gọi là SB4 có thể sớm hiệu lực. Tòa phúc thẩm của Hoa Kỳ đã tạm dừng phán quyết của tòa án cấp dưới tạm thời đình chỉ một đạo luật của tiểu bang Texas sắp có hiệu lực, vốn trao quyền truy tố và bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp vượt qua biên giới. Tức là cái thẩm phán phía dưới đó là cho rằng cái dự luật của tiểu bang Texas không được thực thi. Tiểu bang Texas đã đưa lên cái thẩm phán cao hơn và phẩm vấn cao hơn tiếp tục ủng hộ cái dự luật của tiểu bang Texas, cái luật của tiểu bang Texas. Luật của Texas sẽ coi việc nhập cảnh hoặc tái nhập cảnh Texas bất hợp pháp từ nước ngoài là một tội phạm, sẽ trao cho cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương quyền bắt giữ và truy tố những người vi phạm. Nó cũng sẽ cho phép thẩm phán tiểu bang ra lệnh cho các cá nhân rời khỏi cái đất nước, áp dụng mức án tù lên 20 năm. 20 năm đối với người không tuân thủ. Lệnh từ tòa phúc thẩm khu vực số 5 của Hoa Kỳ có trụ sở tại New Orleans có nghĩa là luật được cơ quan lập pháp thông qua được gọi là luật SB4 có thể sớm hiệu lực. Nó đã lật ngược cái phán quyết của tòa án cấp dưới ngày 1 tháng 3, khoảng một ngày sau khi nó bị phong tỏa. Cái tòa án cho biết các cuộc tranh luận bằng miệng trong vụ án sẽ được tổ chức vào những ngày tiếp theo, mặc dù không rõ cuộc tranh luận được tổ chức vào ngày nào. Nhưng tòa án thứ năm cho biết họ sẽ giữ nguyên quyết định trong 7 ngày để chính phủ liên bang có cơ hội kháng cáo lên tòa án tối cao pháp viện. Wow! Cái vụ này có một căng nha quý vị. Nếu mà tòa án tối cao pháp viện không đảo ngược quyết định của tòa án thứ năm, SP4 sẽ có hiệu lực trong khi chờ kháng cáo của tiểu bang Texas về quyết định tuần trước của thẩm phán Hoa Kỳ David Era tại Austin. Thẩm phán Era đã phán quyết chống lại cái đạo luật vào tuần trước và cho rằng chính quyền của Biden có khả năng thay thế trong thách thức của mình. Hơn nữa, ông cho biết cái luật này làm trái với điều khoản tối cao của hiến pháp và cho biết sẽ can thiệp vào trách nhiệm của chính phủ liên bang đối với nhập cư. Ông viết luật của Texas sẽ vi phạm luật nhập cư liên bang. Khi đó, Texas có thể thay thế vĩnh viễn các chỉ thị của liên bang. Điều này vô hiệu hóa luật và thẩm quyền của liên bang. Thẩm phán do Tổng thống Reagan bổ nhiệm nói thêm rằng đó là một khái niệm trái ngược với hiến pháp đã bị các tòa án liên bang bác bỏ một cách dứt khoát kể từ khi nội chiến. Ông lập luận rằng cái kết quả là chính phủ liên bang sẽ bị tổn hại nghiêm trọng không thể khắc phục được vì các bang có hành động, cái động lực để thông qua cái biện pháp tương tự. Ông viết SB4 đã đe dọa
cái quan niệm căn bản của Hoa Kỳ phải thống nhất về việc quản lý nhập cư. Nhưng mà giờ ông Biden ông không quản lý nhập cư thì như thế nào đây? Tôi chưa thấy, và tiểu bang Texas không thể chỉ cho tôi biết cái kiểu xâm lược quân sự nào ở Texas. Thẩm phán Enza tuyên bố chỉ ra những lập luận mà luật sư Texas đưa ra là tôi không thấy những bằng chứng nào Texas đang cuộc chiến tranh. Bằng chứng ông không thấy, thật sự ông mắt mù không thấy hả thẩm phán? Ông thấy rằng hàng triệu người đang đổ vào cái nước Mỹ của chúng ta thưa ông. SB4 là một phần trong nỗ lực lớn hơn do cái đảng Cộng hòa lãnh đạo nhằm nhắm vào những người nhập cư bất hợp pháp trong qua biên giới. Họ lập luận rằng cái biện pháp như vậy là cần thiết do số lượng người vượt biên bất hợp pháp cao kỷ lục trong những tháng và những năm gần đây dưới thời của Biden. Tổng đốc Texas Greg Abbott và Bộ trưởng Tư pháp Ken Paxton, những người khác đã nói rằng họ buộc phải hành động ở biên giới và các cáo buộc chính quyền Biden đã lơ là trong cái nhiệm vụ thực hiện thực thi nhập cư. Các biện pháp khác mà họ theo đuổi bao gồm lắp đặt dây thép gai dọc biên giới và dựng hàng rào phao nổi tại Rio Grande. Một tòa phúc thẩm đã ngăn chặn việc sử dụng hàng rào sông nổi, trong khi một tòa án tối cao ra phán quyết chống lại thống đốc Texas về hàng rào dây thép gai, nói rằng ông phải cho phép các đặc vụ liên bang để cắt dây. Ông Greg Abbott, đảng viên của đảng Cộng hòa, đã ủng hộ SB4 và nói rằng luật này sẽ bổ sung cho những nỗ lực của ông nhằm để mang lại an ninh biên giới tốt hơn, rằng đồng thời cho thấy ông sẵn sàng đấu tranh pháp lý với tòa án tối cao nếu cần. Ông nói, Texas có quyền tự vệ, vì Tổng thống Biden liên tục không hoàn thành cái nghĩa vụ bảo vệ của tiểu bang chúng ta khỏi cuộc xâm lược biên giới phía nam của chúng ta, ngay cả từ băng ghế dự bị. Thẩm phán quận này cũng thừa nhận rằng cái vụ việc cuối cùng tòa án tối cao Hoa Kỳ quyết định. Cái nhóm nhân quyền bao gồm Liên minh Dân sự Tự do của Đảng Dân Chủ cùng một nhóm khác đã ủng hộ việc nhập cư bất hợp pháp đã phản đối cái dự luật này. Ông nói rằng là không có bang nào có quyền đơn phương quyết định ai sẽ là người Mỹ, vì vậy là vi phạm cái hiến pháp, làm suy yếu cái nhân quyền và gây tổn hại đến quan hệ quốc tế. Vậy đó hả? Trong khi đó cuộc chiến biên giới trở nên càng nóng bỏng hơn, khi Tổng đốc của tiểu bang Texas đã triển khai vệ binh quốc gia đến biên giới của Texas. Tổng đốc Billy, khi nước Mỹ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng biên giới nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, Tennessee đang cho phần còn lại của đất nước nhìn thấy cái lãnh đạo có ý nghĩa như thế nào. Đây là bản tin mừng cho tiểu bang Texas. Tổng đốc Tennessee Billy là tổng đốc của đảng Cộng hòa mới nhất triển khai một đội vệ binh quốc gia của bang ông tới cái biên giới phía nam của Hoa Kỳ nhằm để ngăn chặn những cuộc vượt biên bất hợp pháp. Trong chiến thăm thị trấn Eagle Pass của Texas vào tháng trước, ông Billy đã tuyên bố ý định cho phép hai đợt triển khai quân của tiểu bang tới biên giới. Vào tuần này, ông ta đã thực hiện tốt cái lời thề đó khi gửi 50 vệ binh quốc gia của Tennessee để bảo đảm cái nhiệm vụ biên giới. Thống đốc bang của Tennessee viết, khi nước Mỹ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng biên giới nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, Tennessee đang cho phần còn lại của đất nước rằng cái việc lãnh đạo có ý nghĩa như thế nào. Hôm nay tôi cùng một số thành viên vệ binh quốc gia của Tennessee, những người sẽ sớm triển khai một nhiệm vụ tình nguyện nhằm để bảo vệ biên giới phía nam khi chính phủ liên bang không hành động. Việc triển khai quân này không phải là lần đầu tiên mà ông Billy ra lệnh cho quân tại ngũ của bang Tennessee giúp đỡ bảo vệ biên giới của tiểu bang Texas. Trong 3 năm qua, chính quyền của ông đã điều động hàng trăm binh sĩ dọc cái biên giới, gần đây nhất là 125 thành viên của công ty vận tải 1175 của vệ binh quốc gia Tennessee đã được triển khai trong một nhiệm vụ kéo dài một năm, trong đó hỗ trợ các cơ quan và bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ bằng cách vận hành các địa điểm giám sát di động, giám sát camera để phát hiện những hoạt động vượt biên trái phép. Mặc dù họ cũng cung cấp một số hỗ trợ cho cái nhiệm vụ biên giới cấp liên bang, một số thống đốc của đảng Cộng hòa cũng làm việc để hỗ trợ trực tiếp cho thống đốc Texas Greg Abbott trong một nỗ lực an ninh biên giới riêng biệt thường khiến ông bất hòa với chính quyền của ông Biden. Cho rằng chính quyền của Biden chưa đủ để ngăn chặn các cuộc vượt biên bất hợp pháp giữa các cảng nhập cảnh được chỉ định dọc cái biên giới của phía nam, ông Greg Abbott đã phát động chiến tranh ngôi sao cô đơn vào 2021 để ngăn chặn cuộc vượt biên như vậy ở cấp tiểu bang và ngăn chặn nỗ lực buôn lậu ma túy xuyên biên giới.
Trong suốt chiến dịch ngôi sao cô đơn, chính quyền của ông Mavis đã cố gắng đặt các rào cản vật lý, bao gồm một rào cản nổi dọc theo sông Rio Grande và dây thép gai dọc theo tiểu bang Texas. Chính quyền của Biden đã thành công trong việc thuyết phục các tòa án liên bang cấp cho họ cái quyền dỡ bỏ cái rào cản vật lý được thiết lập trong chiến dịch ngôi sao cô đơn. Các câu hỏi về việc thực thi biên giới vẫn đang chờ xử lý trước hệ thống tòa án của liên bang. Nhưng vào tháng 1, tòa án tối cao của Hoa Kỳ ra phán quyết rằng chính quyền của Biden có thể tiếp tục dỡ bỏ những hàng rào vật lý này. Ngay cả khi tòa án tối cao tuyên bố, ông Gray Abbott vẫn tiếp tục đặt lệnh các rào cản vật lý với tại dọc biên giới phía Nam. Cái điểm này rất là mấu chốt ở đây là gì? Tức là tòa án tối cao chỉ cho chính quyền Biden dỡ hàng rào. Nhưng mà tòa án tối cao không có cấm chính quyền của tiểu bang Texas giữ cái hàng rào. Ông Mike Lee, nằm trong 25 thống đốc của đảng Cộng hòa đã cam kết vào tháng 1 sẽ tiếp tục hỗ trợ chiến dịch Lone Star trước những thất bại của tòa án liên bang. Vào ngày 1 tháng 2, thống đốc của đảng Cộng hòa Ron DeSantis đã cam kết triển khai tới 1.000 lính vệ binh quốc gia đến Florida, đến Texas cùng với hàng chục thành viên vệ binh của tiểu bang và tuần tra cao tốc để hỗ trợ chiến dịch Lone Star. Một tuần sau, thống đốc của đảng Cộng hòa Louisiana, đó là ông Jeff Landry, đã tuyên bố rằng bang của ông sẽ triển khai 150 lính vệ binh quốc gia theo 3 đợt luân chuyển 50 người trong 90 ngày bắt đầu vào tháng 3. Vào ngày 9 tháng 2, thống đốc của đảng Cộng hòa Indiana Eric Holcomb thông báo khoảng 50 vệ binh quốc gia Indiana sẽ triển khai vào giữa các tháng 3 để hỗ trợ cho chiến dịch Lone Star. Vào ngày 20 tháng 2, thống đốc của Nam Dakota, đó là Kristi Noem, một thành viên của đảng Cộng hòa khác, đã cam kết điều hành 60 lính vệ binh quốc gia từ bang của bà để triển khai Texas vào mùa xuân của năm nay. Cùng ngày hôm đó, thống đốc của đảng Cộng hòa Missouri Mike Parson tuyên bố bang của ông sẽ cử 200 binh sĩ vệ binh quốc gia và 22 lính tuần tra đường cao tốc liên bang đến Texas để hỗ trợ cho chiến dịch Lone Star. Trong những tháng gần đây, ông Biden và Quốc hội đã thảo luận sôi nổi về nỗ lực an ninh biên giới mới, không đạt được thỏa thuận nào. Vào cái tháng 10, ông Biden đã phát thảo một chi tiêu an ninh biên giới trị giá 13.6 tỷ đô la, kèm theo cái dự luật để chi tiêu bổ sung trị giá 106 tỷ đô la, bao gồm 61 tỷ đô la tài trợ bổ sung liên quan đến Ukraine, 14.3 tỷ đô la tài trợ liên quan đến Israel và hàng tỷ đô la nữa cho dự án viện trợ nhân đạo và xây dựng liên minh ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Các điều khoản an ninh biên giới trong dự luật bổ sung của ông Biden bao gồm để thuê thêm 1.300 nhân viên tuần tra biên giới, 1.600 sĩ quan tị nạn mới và 375 đội thẩm phán mới, cùng với việc tài trợ cho công nghệ mới để phát hiện buôn lậu ma túy. Trong suốt chính quyền của Biden, nhiều đảng viên đảng Cộng hòa cho rằng sự gia tăng về cuộc diễn biên là do thay đổi chính sách thực thi biên giới chính quyền của Biden gây ra. Những đảng viên của đảng Cộng hòa họ đã phản đối việc đề xuất chi tiêu biên giới của Biden bằng cách kêu gọi áp dụng chính sách nghiêm ngặt hơn về cái thời điểm những người đến cái biên giới có thể xin tị nạn và được thả vào Hoa Kỳ với một yêu cầu nhập cư đang chờ xử lý. Các nhà đàm phán tại Thượng viện cũng đưa ra một cái đề xuất lưỡng đảng trên danh nghĩa về một số thay đổi chính của biên giới và nhập cư. Nhiều thành viên của đảng Cộng hòa trong Quốc hội đã bác bỏ thỏa thuận này vì thỏa thuận này chưa có thỏa đáng. Gửi lại chính quyền của Biden lại lỗ đổi cho vấn đề những đảng viên của đảng Cộng hòa trong cái Quốc hội vì đã bác bỏ dự luật nhập cư cứng rắn, đồng thời cáo buộc những đảng viên của đảng Cộng hòa đó có thể làm việc theo lệnh của ông Trump, dẫn đầu cuộc đua của 2024 của đảng Cộng hòa khiến cái vấn đề an ninh biên giới chưa được giải quyết trước đó cuộc bầu cử của 2024. Tóm lại, họ đang sử dụng chiến lược là đánh trú lùa. Tôi cũng chẳng hiểu câu chuyện này đến từ đâu và kết thúc như thế nào. Nhưng mà rõ ràng nhất là 8 triệu người nhập cư bất hợp pháp, đó là thời của Biden tạo ra. Nếu mà thật sự ông Biden không có những sắc lệnh hành pháp, chẳng hạn như là stay in Mexico, dỡ bỏ cái sắc lệnh này, hoặc là xây dựng tiếp cái bức tường của biên giới, thì ông Biden sẽ không gửi một cái thông điệp mà đến ngày hôm nay cái biên giới chúng ta tràn ngập, mà chúng ta cũng chẳng biết tràn ngập cái gì, mà trong đó những chất độc hại như là ma túy có thể tuồn vào đến từ Trung Cộng. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của The VLV News, và chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin tuyệt vời. Số điện thoại của chương trình vẫn tiếp tục là 657-600-8888. Ok quý vị,
Trở lại một bản tin có vẻ như là đó là cái vụ kiện của Tổng thống Trump. Tụi nó sẽ giết chết tất cả những người nào mà gần với ông Trump với mục đích chính trị. Cựu giám đốc tài chính của Trump Organization đã nhận tội khai man. Cựu giám đốc tài chính của Trump Organization là Ellen Weisenberg hôm thứ Hai đã nhận tội, tức ngày hôm qua, khai man liên quan đến lời khai của ông đưa ra tại phiên tòa xét xử gian lận dân sự của Tổng thống Trump tại New York. Ông đã ký thỏa thuận nhận tội tại cái phiên tòa mở vào ngày 4 tháng 3. Nhận tội, hai tội khai man liên quan đến lời khai đưa ra 2020 về quy mô 3 căn hộ, 3 tầng của Tổng thống Trump. Các điều khoản của thuận nhận tội là ông phải nộp trả 1.1 triệu đô la bị cấm đảm nhiệm chức vụ kiểm tra tài soát tài chính của bất kỳ doanh nghiệp nào của New York và phải ngồi tù 5 tháng. Vụ việc tập trung vào các cáo buộc rằng Tổng thống Trump và công ty của ông Trump Organization đã lừa đảo các ngân hàng và công ty bảo hiểm, những người khác bằng cách định giá tài sản quá cao của ông và phóng đại cái giá trị tài sản ròng của ông và các tài liệu sử dụng trong giao dịch để bảo đảm các khoản vay. Căn hộ 3 tầng nổi bật trong phiên tòa, với các công tố viên tập trung vào diện tích của căn hộ 3 tầng, vốn là chủ đề trong bài báo Forbes chỉ ra ông Trump đã trích dẫn diện tích gấp 3 lần diện tích so với sơ đồ mặt bằng cho thấy. Con số gấp 3 tương tự xuất hiện trên bài báo của tài trạng tài chính FFC được nhắc nhiều trong phiên tòa. Tổng thống Trump lập luận nhiều lần rằng các tuyên bố của ông bao gồm tuyên bố từ chối trách nhiệm yêu cầu ngân hàng thực hiện phân tích riêng của họ và thẩm định khi xem xét cái đơn xin vay. Đúng luôn, vấn đề nằm ở chỗ là ngân hàng nó không sưu thì thôi, chứ mắc gì tòa án sưu. Tại tòa, ông nói rằng sự khác biệt giữa số liệu của FSFC và đánh giá khác là không đáng kể, không phải là điều mà ông cho rằng là cần thiết các kế toán viên bên ngoài phải xem xét. Trong cuộc lấy lời khai của văn phòng tổng lý vào khoảng ngày 17 tháng 7 của 2020, ông Weisenberg được hỏi liệu ông có thông báo cho bất kỳ tổ chức tài chính nào là FSI 2015 có sai sót về hình thức diện tích gấp 3 lần cái căn hộ của ông Trump hay không. Ông Weisenberg trả lời, chà, chúng tôi không phát hiện ra sai sót khi bài báo của Forbes xuất hiện. Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg đã cáo buộc ông Weisenberg đã nói dối khi đưa ra tuyên bố này, lập luận rằng ông biết căn hộ có diện tích là 10.000 square feet vuông chứ không phải là 30.000 square feet vuông trước khi bài báo Forbes xuất hiện vào tháng 5 của 2017, dẫn đến cái cáo buộc khai man ban đầu. Bây giờ chúng ta nhìn lại cái điểm này đi. Điểm rất là đơn giản về điều này. Bây giờ cái diện tích là 10.000 và 30.000. Như vậy về nguyên tắc đó, nếu mà người đâm cái đơn kiện là ngân hàng nó đâm cái đơn kiện mới đúng chứ. Tại ngân hàng nó nói, cái bản báo cáo tài chính là báo cáo căn nhà này 30.000 square feet, mà trong khi đó là nó 30.000 square feet. Nhưng mà tóm lại, ngân hàng có bị lừa chưa? Nếu mà thật sự ngân hàng bị lừa, nó bị tổn thất, nó có được cái victim ở đây đó. Thì chúng ta có nhìn là ngân hàng đã bị lừa, là bởi ông Trump lừa cho nó là từ 30 đến 10.000. Nhưng mà ngân hàng nó không có đâm đơn kiện. Cái cáo buộc khai man thứ hai xảy ra khi ông Weisenberg được hỏi liệu ông có từng có mặt khi Tổng thống Trump mô tả kích thước của bộ ba này hay không. Ông Weisenberg trả lời không. Nhưng ông Brad cho rằng điều này là sai, và sự thật là ông Weisenberg đã có mặt khi ông Trump tuyên bố với phóng viên của Forbes diện tích căn hộ 3 tầng là 33.000 m². Ông Brad đã viết trong một tài liệu của tòa án. Điều quan trọng đối với cuộc điều tra là liệu ông Trump có đề cập trước mặt cái báo cáo kích thước của căn hộ 3 tầng là 10.000 square vuông hay không. Thẩm phán của tòa án tối cao New York Arthur Oregon đưa ra phán quyết trong vụ án ngày 16 tháng 2 yêu cầu Tổng thống Trump và giám đốc điều hành của The Trump Organization phải bồi thường thiệt hại 355 triệu đô la và 450 triệu đô la bao gồm cái lãi suất và cấm Tổng thống Trump kinh doanh tại New York và tiểu bang 3 năm. Thẩm phán cũng đặt Trump Organization trước sự giám sát của một cơ quan giám sát độc lập ít nhất là 3 năm và ra lệnh cho công ty thuê giám đốc tuân thủ độc lập để bảo đảm tuân thủ các quy tắc báo cáo về tài chính. Tổng thống Trump, người đã phủ nhận hành vi sai trái và gọi vụ việc là một nỗ lực của động cơ chính trị nhằm để cản trở nỗ lực trở lại của 2024 của ông, và đã kháng cáo cái phán quyết này. Trong lời khai trước phiên tòa, Tổng thống nói rằng những người làm ăn với ông được cảnh báo là không nên dựa vào SFC và thực hiện phân tích riêng của họ,
đồng thời mô tả một số con số đó là ước tính chính xác luôn. Bây giờ quý vị mà đi nộp đơn xin thẻ tín dụng đi, bây giờ nói quý vị thu nhập bao nhiêu, quý vị cũng phỏng thu nhập chứ thật sự đâu có hỏi là thu nhập W2 bao nhiêu, hay là thu nhập business bao nhiêu, tôi giả sử là annual income bao nhiêu, tôi giả sử như vậy. Một số người làm chứng trong phiên tòa xét xử Tổng thống Trump đã nói rõ rằng lý do này không phải là vô lý. Ví dụ như David William, giám đốc điều hành của Deutsche Bank, người đã từng phụ trách ít nhất một trong ba khoản vay mà ngân hàng này cho Tổng thống Trump, đã làm chứng ngày 28 tháng 1 rằng ngân hàng đã cắt giảm giá trị tài sản đã nêu của khách hàng là điều bình thường, thậm chí bằng một phần nữa, vẫn chấp thuận một khoản vay giống như đã làm với Tổng thống Trump. Ông Trump nói tài sản tôi 5 tỷ, ngân hàng nó không, tài sản ông chỉ có 2 tỷ rưỡi thôi. Cái miếng bất động sản là 100 triệu nhưng mà ngân hàng không, miếng bất động sản chỉ có 50 triệu, bây giờ tôi cho vay 25 triệu, tôi giả sử như vậy. Đó là cách mà thật sự ngân hàng và bất động sản mà đem cầm cố tài sản nó hoạt động. Ông William cũng nói với tòa án rằng thông lệ tiêu chuẩn của Deutsche Bank là phải điều chỉnh giá trị tài sản của khách hàng, đồng thời cho biết sự khác biệt giữa khách hàng và ngân hàng về giá trị tài sản của khách hàng không phải là yếu tố loại trừ khi xem xét cấp khoản vay, bởi vì đó là sự khác biệt về quan điểm. Ông William cho biết Deutsche Bank xem báo cáo của khách hàng về giá trị tài sản ròng của họ là chủ quan và tùy thuộc vào ước tính và có quan điểm riêng về các bài báo tài chính. Các công tố viên đã bác bỏ luận điểm này như thẩm phán Oregon, người liên tục bác bỏ lời khai của nhân chứng chuyên môn để đi đến phán quyết của mình. Cái điểm mấu chốt là thẩm phán không có background về doanh nghiệp và business, không có làm ăn gì bất động sản đi bác bỏ những cái lời chứng có lợi cho ông Trump. Thì có từ đầu là họ đã muốn phán quyết ông Trump rồi. Ví dụ, trong một tài liệu cơ bản từ văn phòng Bộ trưởng Tư pháp của New York, công tố viên nói việc đánh giá căn nhà 3 tầng là vô lý và được tính toán và sử dụng những con số sai lệch khách quan. Ví dụ như căn hộ được định giá 30.000 square foot được thực tế là diện tích 10.000 square foot. Kết quả là 2015 căn hộ được định giá là 327 triệu đô la tương đương với 29.000 mỗi square foot. Cái mức giá nó thật vô lý vì thực tế thời điểm đó chỉ có một căn hộ ở thành phố New York từng bán với giá là 100 triệu đô la, chưa tới 10.000 mét vuông. Cuộc mua bán đó diễn ra trong một căn hộ mới xây siêu cao, tòa nhà 130 tuổi bán kỷ lục là 16.5 triệu đô la, 4.500 mét vuông. Vào tháng 11 của 2023, các luật sư của bang đặt câu hỏi cho Tổng thống Trump về việc định giá tài sản của ông được liệt kê khác nhau như thế nào. Các luật sư của tiểu bang định giá giá trị triplex ước tính giá cao là 327 triệu đô la. Tổng thống Trump cho biết ông không thể biết vì SFC không giải thích những định giá của nó. Cái định giá là một chuyện, tôi định giá tài sản của tôi là chuyện đó, còn ông cho tôi vay là ông định giá tài sản của tôi là chuyện khác, và tôi đồng thuận với ông khoản vay và lãi suất như thế nào, as long as tôi không quỵt tiền của ông thôi. Như vậy cả một câu chuyện này là gì? Là cái nước Mỹ chúng ta không còn một tự do tư bản chủ nghĩa nữa. Người vay, người cho vay phải chịu trách nhiệm trước khi người mà đi vay đó, và trốn tới cái trách nhiệm là trả lãi và cái tiền vốn cho người vay, người cho vay, thì mới là đâm được cái tòa án. Như vậy cả một câu chuyện là sự săn tìm phù thủy, mà đó mà ông Trump đã nói rất là nhiều lần, sự săn tìm phù thủy từ chính quyền của Biden. Và đó là bản tin trong cái chương trình của ngày hôm nay, và chúng tôi mời quý vị, video này đáng lẽ là nửa tiếng, nhưng mà vì nào mà không xem cái chương trình vào ngày hôm qua, một số chương trình cũ, thì cái 30 phút còn lại là một số bản tin cũ của ngày hôm qua. Và mời vì vào xem một số bản tin cập nhật cũ nếu mà vì nào cảm thấy là chưa xem. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Xin chào và được trở lại chương trình của LV News, và chương trình được premiering trực tiếp từ lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Tòa án tối cao đã ra phán quyết cho ông Trump tiếp tục bỏ phiếu tại tiểu bang Colorado, và đó là bản tin chấn động của ngày hôm nay. Đương nhiên cả trong ngày thì quý vị đã có những cái breaking news về điều này. Nhưng bản tin này chúng ta sẽ đi sâu và cụ thể hơn chuyện gì đang xảy ra trong câu chuyện của tối cao pháp viện mà cho Tổng thống Trump một sự chiến thắng rất là mạnh mẽ. Đó với tôi là một tin rất vui cho cái nền dân chủ và dân chủ cho nước Mỹ chúng ta, cái thật sự người dân của Mỹ có thể bỏ cái lá phiếu những quyết định ai là ứng cử viên tổng thống của họ, chứ không phải rằng là một thẩm phán của một tòa án. Tòa án tối cao ra phán quyết rằng Tổng thống Trump không thể bị loại khỏi cuộc bỏ phiếu từng của bang.
đảo ngược quyết định của tòa án tối cao Colorado rằng ông không đủ điều kiện làm ứng cử viên và bị loại bỏ khỏi cuộc bỏ phiếu các bang trong mục 3 của tù chính án thứ 14. Trách nhiệm thực thi mục 3 đối với quan chức và ứng cử viên liên bang thuộc diện quốc hội chứ không phải là tiểu bang. Do đó phán quyết của tòa án tối cao không tiểu bang Colorado không thể có hiệu lực. Lệnh viết: tất cả 9 thành viên của tòa án đều đồng ý với kết quả đó. Lệnh này được ban hành vào ngày 4 tháng 3, chỉ một ngày trước khi hơn chục tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ. Tổng thống Trump đã phản ứng bằng một bài đăng ngắn gọn trên mạng xã hội: thắng lớn cho nước Mỹ chúng ta. Tòa án tối cao ra phán quyết rằng các bang không thể trực thi mục 3 đối với các ứng cử viên của quốc gia. Nhưng cái hiến pháp trao quyền cho quốc hội quy định cách đưa ra những quyết định đó. Mục 5 của tù chính án thứ 14 quy định rằng thẩm phán của quốc hội trong việc thông qua cái luật để trực thi tù chính án, và tòa án cho rằng cái quyền này rất quan trọng khi nói đến mục 3. Ý kiến cho biết các bang chỉ có thể trực thi cái mục 3 khi liên quan đến cái văn phòng của bang phù hợp với cách các bang đã sử dụng cái quy chế này trong lịch sử. Tòa án lưu ý rằng thiếu có tiền lệ lịch sử rõ ràng, trong đó các tiểu bang sử dụng quy chế để loại ứng cử viên của quốc gia. Tức là mỗi cái tiểu bang được quyền có một cái luật và một cái hiến pháp riêng để loại ứng cử viên của tiểu bang. Nhưng không thể tìm được một cái dẫn chứng rằng là cái tiểu bang có thể override được và loại ứng cử viên của liên bang. Như một phần của ban đầu, ngay cả những người được hỏi cũng không cho rằng hiến pháp cho phép các tiểu bang bằng cách nào đó loại bỏ các quan chức của liên bang đương nhiệm có thể vi phạm mục 3. Ý kiến cho biết và nói thêm rằng loại quyền lực này sẽ bỏ qua cái nguyên tắc của hiến pháp. Các thẩm phán nhận thấy cái nội dung của mục 3 đã củng cố cách hiểu này và cho phép quốc hội loại bỏ cái tình trạng khuyết tật trong mục 3 trong 2/3 cái phiếu bầu. Cái văn bản không áp đặt cái giới hạn nào với quyền lực đó, nhưng quốc hội có thể trực thi nó bất kỳ lúc nào. Ý kiến viết thì có nghĩa rằng là quốc hội có quyền để loại ứng cử viên của liên bang bằng bỏ phiếu 2/3. Rất khó về điều này. Trong phần chú trích cuối trang, tòa án đã trích dẫn cái trường hợp quốc hội bỏ phiếu loại bỏ cái khuyết tật này cho các thành viên quốc hội sau khi ứng cử viên được bầu. Các chuyên gia dự đoán kết quả phán quyết này cũng cảnh báo về khả năng bị loại vào phút cuối vào tháng 1. 4 thẩm phán tòa án tối cao ghi nhận sự bất đồng của họ khi đưa ra quan điểm về vai trò của quốc hội trong việc loại ứng cử viên tổng thống. Thẩm phán Amy Coney Barrett đã viết một ý kiến đồng tình riêng, chủ yếu nhấn mạnh sự nhất trí của tòa án. Bà viết: tòa án đã giải quyết một cái vấn đề mang tính chính trị trong mùa bầu cử tổng thống đầy biến động. Đặc biệt trong hoàn cảnh này, các bài viết về tòa án nên hạ nhiệt độ của cả nước xuống chứ không phải tăng lên. Vì mục đích hiện tại, sự khác biệt của chúng ta không còn quan trọng bằng cách nhất trí của chúng ta. Tất cả 9 thẩm phán đều đồng ý về kết quả của vụ án này. Đó là thông điệp người Mỹ nên mang về nhà. Có nghĩa rằng là đảng Dân Chủ gồm 3 thẩm phán cũng đồng tình là một tiểu bang không thể nào lội được cái vai trò ứng cử viên của một cái chức vụ tổng thống liên bang. Tuy nhiên, thẩm phán Amy Barrett đã không đồng tình với phần của lệnh phản đối vai trò lực pháp liên bang trong việc thực thi mục 3. Thẩm phán của đảng Dân Chủ Sonia Sotomayor, Elena Kagan và bà Rao Jackson cũng gặp cái vấn đề việc đưa ra ý kiến về lực pháp của liên bang. Họ đã viết một cái lệnh đồng tình khác rằng mặc dù tất cả 9 thành viên đồng ý, Colorado không thể trực thi cái mục 3. Nhưng 3 thẩm phán cho rằng ý kiến lẽ ra là phải kết thúc ở đó. Ý kiến cho biết, cái phần lớn hầu như không có sự hỗ trợ nào cho yêu cầu của họ bằng việc loại theo cái mục 3. Chỉ có thể xảy ra cái luật được ban hành cho mục đích đó. Mặc dù ở đây chỉ có hành động của một bang riêng lẻ được đề cập, nhưng đa số đều phản đối
các chủ thể liên bang nào để thực hiện mục 3. Cách họ phải làm như vậy. Khi làm như vậy thì đa số sẽ đóng cửa các phương tiện thực thi tiềm năng khác của liên bang. Chúng tôi không thể tham gia một ý kiến quyết định về những vấn đề quan trọng và khó khăn một cách không cần thiết, do đó chúng tôi chỉ đồng tình trong cái phán quyết. Như vậy cái phần 3 là sự thử thách rất trắng trợn. Tòa án tối cao nhận thấy việc giải quyết theo từng bang, ok, cái bản tin này về vấn đề luật pháp rất là phức tạp, tôi cũng đang diễn dịch cho quý vị một cách rất là chân thật nhất có thể nha. Tòa án tối cao nhận thấy rằng việc giải quyết theo từng bang đối với những trường hợp này là làm tăng cái mối lo ngại, vì nó khó có thể đưa ra một câu trả lời thống nhất, nhất quán nhiều nguyên tắc cơ bản rằng tổng thống đại diện cho tất cả cơ quan có thẩm quyền và cử tri trên toàn quốc. Mỗi bang đều có luật bầu cử đa dạng riêng và một số cho phép các thủ tục đưa ra khiếu nại hoặc loại bỏ tư cách, trong khi những bang khác thì không. Sự gián đoạn sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, có thể vô hiệu hóa số phiếu bầu của hàng triệu người, thay đổi kết quả của bầu cử nếu thực hiện cái mục 3 được cố gắng khi thực hiện sau quốc hội bỏ phiếu. Ý kiến viên: không có điều gì trong hiến pháp yêu cầu chúng ta phải chịu đựng sự hỗn loạn này đến bất kỳ lúc nào hoặc những thời điểm khác cho đến và có lẽ sau ngày nhậm chức. Tính đến giữa tháng 2, luật sư của Tổng thống Trump đã báo cáo có 88 thách thức đối với tư cách của ông Trump ở 45 bang theo cái đạo luật thời nội chiến. Ngoài cái tòa án Colorado, ngoại trưởng của Maine và thẩm phán Illinois cũng đã phán quyết cho rằng Tổng thống Trump không đủ tư cách sau khi phát hiện rằng ông đã tham gia vào cuộc nổi loạn và những hành động của mình vào ngày 6 tháng 1 của 2021. Cả ba cái trường hợp bị loại đều giữ nguyên chờ xử lý cái phán quyết của tòa án cấp cao hơn. Cho đến nay chưa có bang nào thật sự loại bỏ Tổng thống Trump khỏi bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào. Các thẩm phán đã nghe cuộc tranh luận vào ngày 8 tháng 2, trong đó nhiều người trong số họ đã bày tỏ sự ngoài nghi rằng mục 3 nhằm để trao quyền cho từng tiểu bang trong cuộc bầu cử quốc gia cho vị trí tổng thống, và bày tỏ lo ngại về việc khẳng định cái quyền lực đó có thể ảnh hưởng như thế nào các cuộc bầu cử trong tương lai. Luật sư Jonathan Mitchell lập luận rằng mục 3 không áp dụng cho tổng thống. Ngày 6 tháng 1 của 2021 không phải là một cuộc nổi dậy, rằng chỉ quốc hội mới có thể quyết định loại một ứng cử viên tổng thống trên mục 3. Trong khi Hạ viện luận tội Tổng thống Trump vào ngày 1 và tháng 1 của 2021 chỉ bằng một điều khoản luận tội vì bị cáo buộc kích động nổi dậy, Thượng viện sau đó tuyên bố trắng án cho Tổng thống Trump về các cáo buộc. Luật sư Jason Murray đại diện cho 6 cử tri của Colorado lập luận rằng mục 3 và tiểu bang Colorado cùng cho phép tiểu bang loại ông Trump khỏi tư cách ứng cử viên và kêu gọi tòa án cao xác nhận kết luận của Colorado đối với tất cả những tiểu bang. Ý kiến này được nhiều tòa án cấp dưới mong đợi rất nhiều, khiến họ không thể xác định được hàng chục các thách thức bỏ phiếu được đệ trình hầu hết ở các bang. Gần nửa năm và nửa năm với nửa trăm cái bản tóm tắt đã được các quan chức, nhà lập pháp và chuyên gia pháp lý và cử tri đệ trình trong những ngày dẫn đến cuộc tranh luận bằng miệng. Phần 3 của tu chính án thứ 14 ban đầu được viết để ngăn chặn những người đào ngũ đã rời cái nhiệm sở để gia nhập cái liên minh miền Nam, quay lại cái vị trí của họ. Nó quy định rằng những người tuyên thệ nhậm chức và sau đó tham gia vào cuộc nổi loạn hoặc nổi loạn không thể giữ chức vụ nếu không có 2/3 số phiếu từ quốc hội loại bỏ cái tình trạng khuyết tật. Kể từ ngày 7 tháng 1 của 2021, các nhà hoạt động đã quản lý ba cái lý thuyết pháp lý rằng Tổng thống Trump bị loại trên quy chế này, và đồng thời yêu cầu các quan chức bầu cử hàng đầu trên toàn quốc cấm ông tham gia cuộc bầu cử trong tương lai. Sau khi tòa án Colorado xét xử cái vụ việc vào cuối năm ngoái, đưa ra phán quyết đầu tiên liên quan đến ngày 6 tháng 1 và cuộc nổi dậy, các phán quyết của mục 3 đã lan sang các tiểu bang khác. Vụ kiện ở Colorado được đưa ra vào mùa hè của năm ngoái, và theo luật bầu cử của tiểu bang, vụ việc này sẽ được xử lý ngay lập tức. Tuy nhiên, một thẩm phán tòa án quận đã trì hoãn cái vụ án khoảng 2 tháng trước khi phiên tòa kéo dài hơn một tuần. Các nguyên đơn đã trình bày lời khai của nhân chứng, chuyên gia và hồ sơ phần lớn dựa trên những báo cáo gây tranh cãi của ủy ban tuyển chọn ngày 6 tháng 1, cái ủy ban của đảng Dân Chủ.
Bị đơn ban đầu của vụ án là Ngoại trưởng Colorado Gina, người không giữ cái chức vụ chính thức nào, nhưng sau đó tuyên bố cá nhân bà tin tưởng rằng Tổng thống Trump đã tham gia vào cuộc nổi dậy, kêu gọi tòa án tối cao khẳng định việc ông Trump không đủ tư cách. Thẩm phán tòa án sơ thẩm đã không loại ông Trump, đưa cái phán quyết bất ngờ xác định ông Trump đã tham gia vào cuộc nổi dậy. Thẩm phán cho biết mục 3 không áp dụng cho Tổng thống, ra lệnh cho Ngoại trưởng bổ sung ông và bỏ phiếu sơ bộ của bang. Các nguyên đơn và luật sư của Tổng thống Trump đã kháng cáo với vụ án. Tòa án tối cao Colorado khẳng định kết luận nổi loạn nhưng đảo ngược cái lệnh của tòa án cấp dưới, ra lệnh cho Ngoại trưởng loại ông khỏi cuộc bỏ phiếu vào ngày nếu cái vụ việc không được kháng cáo lên tòa án tối cao của Hoa Kỳ ngày 5 tháng 1. Đảng Cộng hòa của Colorado, một bên can thiệp vụ án, ban đầu đã kháng cáo trong một thời gian ngắn, liệt loại bỏ vẫn được thực thi một cách hiệu quả. Tổng thống Trump cũng kháng cáo lên tòa án tối cao pháp viện và đã chọn nghe đơn giản câu hỏi đơn giản mà các luật sư của ông đặt ra: liệu tòa án Colorado có sai lầm khi ra lệnh loại ông Trump khỏi cái tư cách ứng cử viên hay không? Và ngày hôm nay với cái quyết định 9-1 thì có vẻ như Tổng thống Trump đã chiến thắng. Vì quyết định 9-1 đã dẫn đến sự chiến thắng cho ông Trump và chiến thắng cho hệ thống tư pháp của Mỹ và tất cả những thành viên khác. Hoàn toàn trong tương lai họ sẽ trở thành một cái sự tự do trong cái vấn đề bầu cử của liên bang, tức là một tiểu bang không thể nào phán quyết và đơn phương để loại một ứng cử viên tổng thống khỏi cái chức vụ của tổng thống, ứng cử tổng thống. Ok quý vị, và đó là toàn bộ cập nhật của sự kiện ngày hôm nay. Tôi biết tâm cảm của chương trình ngày hôm nay thì đương nhiên cái bản tin này đã chấn động rất là lâu, cả ngày rồi. Thành ra là chương trình 5 giờ chiều ngày hôm nay thì có vẻ chúng ta sẽ đi sâu hơn và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của The LV News. Trở lại bản tin tiếp theo trong chương trình của LV News: chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cho biết chiến thắng tại DC của bà Haley chỉ chứng tỏ sự yêu thích của những người trong cuộc và những người theo chủ nghĩa tinh hoa. Bà Nikki Haley đã chính thức đánh bại ông Trump tại Washington. Và ông Trump phản biện như thế nào đây? Nikki Haley, ứng cử viên tổng thống đầy hy vọng của Đảng Cộng hòa, đã giành được chiến thắng đầu tiên trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa sau khi giành chiến thắng tại đầm lầy Washington. Ban vận động tranh cử của ông Trump đã phản ứng bằng cách nói rằng chiến thắng này chỉ để cho thấy cương lĩnh của bà Haley được những người trong cuộc DC ưa chuộng, không phải là người Mỹ bình thường. Bà Haley giành chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ cấp quận ở DC, chiếm 62.8% cái số phiếu bầu so với 33.3% của ông Trump, mang lại cho bà 19 cái đại biểu từ chiến thắng của bà. Bà hiện cũng là người phụ nữ đầu tiên giành chiến thắng trong lịch sử bầu cử của tổng thống sơ bộ của Đảng Cộng hòa trong lịch sử của Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố với tờ báo The Epoch Times, thư ký báo chí chiến dịch tranh cử của Trump, Caroline, cho biết chiến thắng của bà Haley chỉ củng cố cái mức mục tiêu và chiến thắng của Tổng thống Trump là rút trạng đầm lầy và đặt nước Mỹ trên hàng đầu. Bà nói, trong khi Haley bị từ chối rõ ràng trên khắp phần còn lại của nước Mỹ chúng ta, cô ấy và các nhà vận động hành lang, những người Mỹ trong nội bộ của Đảng Dân Chủ trao cái vương miện là nữ hoàng đầm lầy để muốn bảo vệ cái hiện trạng sự thất bại của đất nước. Đầm lầy đã cướp đi nữ hoàng của chúng tôi. Tổng thống Trump sẽ đấu tranh cho mọi người Mỹ đang thất vọng bởi vì những chính người trong cuộc này đã tàn phá với những sự thất bại của Joe Biden. Đương nhiên, quận Columbia có thành tích bỏ phiếu rất xanh, với số lượng cử tri nghi vào Đảng Dân Chủ 92%. Những người bỏ phiếu trong khu vực bầu cử 2020 đã bỏ phiếu cho Tổng thống Biden đương nhiệm. Ở giai đoạn này của cuộc đua, chỉ có Tổng thống Trump và bà Haley là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa sau khi Ron DeSantis và Vivek đã bỏ cuộc, đã ủng hộ cho Tổng thống Trump. Sau chiến thắng mới này, Haley có 43 đại biểu, nhưng Tổng thống Trump vẫn dẫn trước là 244 đại biểu, cần có ít nhất là 1.215 cái đại biểu để có thể đề cử của Đảng Cộng hòa cho chức vị Tổng thống sắp tới đây của Đại hội Đảng của Đảng Cộng hòa. Thì nói chung lại, bà Haley vẫn cam kết tiếp tục chống Trump mặc dù kết quả của siêu thứ ba như thế nào. Chiến thắng của bà Haley tại Washington chỉ diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Trump giành chiến thắng tại ba cuộc họp kín của Đảng Cộng hòa tại Michigan, Missouri và Idaho.
Vào ngày Super Tuesday, 15 bang sẽ đồng loạt tổ chức bầu cử sơ bộ. Dự kiến sự quyết định ứng cử viên của đảng Cộng Hòa dẫn đầu. Khoảng 1/3 tổng số đại biểu sẽ sẵn sàng giành lấy, và nhiều hơn bất kỳ ngày nào khác trong chu kỳ bầu cử. Hiện tại bà Haley cho biết bà sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua chống lại ông Trump, mặc dù ngày Super Tuesday kết quả như thế nào. Vẫn chưa hiểu rõ ràng bà sẽ ủng hộ cho ông Trump hay không nếu cuộc đua chính thức bà thất bại. Gần đây bà nghi ngờ về cam kết bà đưa ra của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng Hòa ủng hộ ứng cử viên cuối cùng của đảng Cộng Hòa theo quyết định của cử tri. Bà Haley vẫn rất là ngửa mặt, vẫn chưa nghĩ đến liệu mình có thể tán thành ứng cử viên tổng thống như ông Trump hay không. Đây là một con điếm rất là kinh hoàng về chính trị, mà tôi gọi là điếm chính trị. Tôi không bao giờ tranh cử tổng thống nếu ông Trump ra tranh cử. Ông Trump, chính sách của Trump là tuyệt vời, vân vân và nhiều thứ khác nhau. Chỉ ông Trump đưa bà ra là đại sứ của lãnh sự Liên Hợp Quốc mà có được cái ngày hôm nay, chứ thật sự cái chức vị thống đốc bang của tiểu bang South Carolina của bà đến cái mức độ mà Tim Scott, từng nghị sĩ của South Carolina, còn đỡ có ủng hộ cho bà. Rất trắng trợn vì điều này. Thì welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình. Trở lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chương trình, những bản tin của The LV News, và chương trình được premiering trực tiếp vào lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Để tiếp có những cái động thái của 2020 của đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục chống cử tri ID. Bộ trưởng Tư pháp dưới thời của Biden tuyên bố luật cử tri ID là không cần thiết. Không cần thiết, là bởi vì có lợi cho đảng Dân Chủ. Bộ trưởng Tư pháp Garland Chủ nhật tuyên bố rằng những nỗ lực của tiểu bang thực hiện cái luật cử tri ID là không cần thiết, là gánh nặng. Gánh nặng cái gì đây? Giống như chính sách mà đóng cửa, chính sách mà xây dựng cái bức tường biên giới là không cần thiết để mở cửa cái biên giới. Chúng ta đi mua rượu, chúng ta cần ID. Chúng ta đi lên máy bay, chúng ta cần ID. Nhưng chúng ta đi bầu, chúng ta không cần ID. Khi phát biểu tại nhà thờ Selma, Alabama, tổng chưởng lý kỷ niệm 59 năm cảnh sát Selma nhắm cái mục tiêu vào những người biểu tình trong cuộc biểu tình đầu tiên về nhân quyền. Ông tuyên bố rằng quyền bầu cử vẫn đang bị tấn công, không ai tấn công quyền bầu cử cả. Có ai mà chống cái quyền bầu cử vì không? Mặc dù ông đưa ra rất ít những bằng chứng trong cái bài phát biểu của mình về việc giấy tờ tùy thân sẽ là hành vi tấn công quyền bầu cử. Ây trời, được coi cử tri ID mà là quyền tấn công bầu cử. Kinh khủng quý vị. Ông Garland nói, có rất nhiều điều đang được tranh luận ở Mỹ. Một điều không được phép tranh luận là quyền của tất cả công dân đủ điều kiện được bầu cử và kiểm phiếu. Bộ trưởng Tư pháp của Biden đang đấu tranh chống lại những tiểu bang đang thông qua những luật yêu cầu giấy tờ tùy thân để chứng minh đủ tư cách điều kiện bỏ phiếu. Ông Garland nói, một trong những điều đầu tiên khi tôi nhậm chức là tăng gấp đôi cái quy mô khu vực bỏ phiếu bộ dân quyền. Đó là lý do tại sao chúng tôi thách thức nỗ lực của các tiểu bang và khu vực pháp lý nhằm để thực hiện các hạn chế phân biệt đối xử nặng nề không cần thiết đối với việc tiếp cận lá phiếu, bao gồm các hạn chế liên quan đến bỏ phiếu qua thư, sử dụng hộp đựng phiếu và yêu cầu ID về cử tri. Mấy cái này đâu có gì đâu mà thật sự ở bên Pháp hay là một số tiểu bang khác, bên Pháp, một số cái Âu Châu nữa. Những cái nền dân chủ nó đang dying, nhưng mà thật sự nó vẫn tiếp tục có cấm bỏ phiếu qua thư, có cử tri ID đàng hoàng. Tại vì cái chính sách này nó có lợi cho đảng Dân Chủ. Ông nói rằng là những biện pháp đó bao gồm thông lệ về thủ tục khiến việc bỏ phiếu trở nên khó khăn hơn. Vì bỏ online luôn đi ông nội. Bỏ online không? Sau này trong tương lai bỏ phiếu online nha. Cái bản đồ phân chia lại khu vực gây bất lợi cho người thiểu số. Những thay đổi trong quản lý bầu cử làm giảm quyền lực của những người quản lý bầu cử được bầu tại địa phương hoặc là phi đảng phái. Ông cũng tuyên bố và nói thêm rằng các biện pháp như vậy là đe dọa cái nền tảng của hệ thống chính phủ của chúng ta. Bộ trưởng Tư pháp cũng cáo buộc các tòa án để đưa ra phán quyết mà theo ông gây nguy hiểm cho cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Các quyết định của tòa án trong những năm gần đây làm suy yếu kết quả khả năng bảo vệ của đạo lực quyền bầu cử mà những người tuần hành trên cầu Edmund Fidesz đổ máu 59 năm về trước, và kể từ đó những quyết định của sự gia tăng đáng kể các biện pháp lập pháp khiến hàng triệu cử tri đổ. Như vậy thôi, áo như ông như vậy thì ai bỏ phiếu cũng được à?
Tại sao cái vấn đề kiểm tra ID để bỏ phiếu, nhận dạng ID người là bỏ phiếu như thế nào, nó khó khăn đối với đảng Dân Chủ như vậy? Kính thưa quý vị, chúng ta phải tự suy ngẫm về điều này. Nếu quý vị thật sự muốn đi bầu và check ID đi bầu là chuyện bình thường, cảnh sát nó thổi là chúng ta nó cũng check ID vậy, đi mua chai rượu nó cũng check ID vậy, đi lên máy bay nó cũng check ID vậy, đi vào ngân hàng nó cũng check ID vậy. Tuy nhiên bình luận của ông Galen dường như trái ngược với quan điểm của đại đa số người Mỹ. Các cuộc thăm dò chỉ ra phần lớn người Mỹ ủng hộ cái luật nhận dạng ảnh để bỏ phiếu, bao gồm cuộc thăm dò của Gallup vào 2022 cho thấy 8% người Mỹ ủng hộ cái dự luật này. Theo một bài báo của tờ báo Heritage Foundation, đa số đáng kể cử tri thuộc cái đảng Dân Chủ người Da Đen và Mỹ Latin có thu nhập thấp ủng hộ các luật về đề xuất như vậy. Cử tri ở tất cả nhóm nhân khẩu học đều ủng hộ luật ID, hầu hết trong cuộc thăm dò tỷ lệ 80%. Điều này thường bao trùm 60% của đảng Dân Chủ, đồng thời cho biết rằng 64% cử tri Da Đen, 77% cử tri Tây Ban Nha và 76% cử tri có thu nhập thấp ủng hộ luật ID cử tri. Những người phản đối các biện pháp nhận dạng cử tri không phản đối yêu cầu cử tri xác minh danh tính của họ khi bỏ phiếu, vốn đã có tiêu chuẩn tại mọi tiểu bang, mà phản đối việc phương thức thực hiện để sử dụng xác minh họ. Họ cho rằng một phần đáng kể cử tri của Hoa Kỳ không có giấy tờ tùy thân như là ảnh bằng lái xe, thẻ căn cước tiểu bang hoặc là hộ chiếu. Kể từ năm 2022, ít nhất 11 tiểu bang của Mỹ đã tăng cường các yêu cầu về nhận dạng cử tri. Tiểu bang Georgia đã yêu cầu các cử tri không có bằng lái xe hoặc thẻ căn cước các tiểu bang phải nộp đơn xin bỏ phiếu vắng mặt, một bản sao của giấy tờ tùy thân khác do chính phủ cấp. Trước đây, danh tính của cử tri vắng mặt được xác minh bằng cách đối chiếu chữ ký, một phần, một cái chính sách mà người phản đối cho rằng có nhiều cái gian lận. Luật của tiểu bang Texas cho phép cử tri sử dụng nhiều loại ID hơn khi danh bầu cử bỏ phiếu qua thư. Nó sẽ tự động từ chối nếu cử tri sử dụng số ID khác và số ID của họ đã cung cấp khi ghi danh bỏ phiếu. Hội nghị quốc gia của các cơ quan lập pháp tiểu bang đã viết rằng khoảng 36 tiểu bang của Hoa Kỳ yêu cầu cử tri cung cấp một số loại giấy tờ tùy thân khi họ bỏ phiếu các cuộc bỏ phiếu. Nó nói thêm, 14 tiểu bang vừa qua trình đốn không yêu cầu bất kỳ tài liệu nào bỏ phiếu tại cuộc bỏ phiếu. Các tiểu bang như là Maine, Vermont, New York, California, Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Minnesota, Illinois, New Mexico, Nevada, Hawaii, Oregon, một cái bản đồ do nhóm cung cấp cho thấy. Các tiểu bang có quy định nhận dạng nghiêm ngặt bao gồm Arkansas, Georgia, Kansas, Indiana, Mississippi, Missouri, North Carolina, Ohio, Tennessee, Wisconsin. Các tiểu bang có quy định nhận dạng ảnh không nghiêm ngặt bao gồm Alabama, Florida, Idaho, Louisiana, Michigan, Montana, Nebraska, Rhode Island, South Carolina, South Dakota và tiểu bang Texas. Trong khi đó, một số tiểu bang có tiêu chuẩn nghiêm ngặt về nhận dạng cử tri lại không bắt đầu có nhận dạng ảnh. Theo cái hội nghị, gồm có North Dakota, Wyoming, Arizona, các tiểu bang có luật không nghiêm ngặt nhưng không yêu cầu giấy tờ tùy thân gồm có Alaska, Colorado, Connecticut, Delaware, Iowa, Kentucky, New Hampshire, Oklahoma, Utah, Virginia, tiểu bang Washington và Tây Virginia. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán giả đã trở lại chương trình của DLV News và chương trình được premiering trực tiếp vào lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Chúng ta trở lại cập nhật một bản tin của ngày hôm nay là sự kiện cái thương vụ mua lại của công ty Spirit Airlines trị giá 3.8 tỷ đô la của JetBlue bị thẩm phán chặn việc đe dọa cạnh tranh. Đây là bản tin về kinh tế. Một thẩm phán liên bang thứ ba đã đứng về phía của chính quyền Biden và chặn JetBlue Airways mua lại Spirit Airlines, nói rằng cái thỏa thuận 3.8 tỷ đô la sẽ giảm sự cạnh tranh. Bộ Tư pháp của Biden đã khởi kiện bằng cách ngăn chặn việc sáp nhập, nói rằng nó sẽ tăng giá bằng cách loại bỏ Spirit, hàng không giá rẻ lớn nhất quốc gia. Một thẩm phán quận của Hoa Kỳ William Young, người đã chủ trì một phiên tòa không có bồi thẩm đoàn vào năm ngoái, cho biết hôm thứ Ba rằng chính phủ đã chứng minh rằng việc sáp nhập sẽ làm giảm đáng kể sự cạnh tranh, vi phạm luật chống độc quyền đã tồn tại hàng thế kỷ. Trong phán quyết dài hơn 10 trang, 100 trang của mình,
Thẩm phán đã đồng ý với lập luận của Bộ Tư pháp rằng Spirit đặc biệt quan trọng đối với những du khách đang tìm kiếm một cái giải pháp thay thế cho hãng hàng không đắt tiền hơn. Spirit là một hãng hàng không nhỏ, nhưng có những người yêu thích nó, ông viết. Gửi tới những khách hàng tận tâm của Spirit, đây là những sản phẩm dành cho bạn. Điều cũng quái đản là gì? Những công ty tech thì nó quá lớn thì không break down nó ra. Mà những công ty hãng hàng không nó sát nhập nhau để có sự cạnh tranh thì lại tiếp tục chống lại sự cạnh tranh. Đó là cách chính quyền Biden đang làm. Thẩm phán John cho rằng sự kết hợp của JetBlue và Spirit có thể gây ra cái lực cạnh tranh mạnh mẽ trong những hãng hàng không lớn hơn không trong nước. Tuy nhiên đồng thời những người tiêu dùng cũng dựa vào mẫu giá rẻ độc đáo của Spirit có thể gây tổn hại. Cổ phiếu của Spirit đã giảm 47% sau cái phán quyết, trong đó JetBlue tăng 5%. Xin lỗi, vì cổ phiếu của Spirit ngày hôm nay đã giảm 14.54% sau cái phán quyết của ngày hôm nay và JetBlue tăng trưởng trên 5%. JetBlue và Spirit cho họ không đồng tình với phán quyết này và cân nhắc có nên kháng cáo hay không. JetBlue của trụ sở tại New York lập luận rằng họ cần thỏa thuận này để phát triển trong một bước cạnh tranh tốt hơn đối với đối thủ đang thống trị thị trường du lịch hàng không của Hoa Kỳ. Chúng tôi tiếp tục tin rằng sự kết hợp của chúng tôi là cơ hội tốt nhất để tăng sự cạnh tranh và lựa chọn cần thiết bằng cách mang lại cái vé máy bay thấp và dịch vụ tuyệt vời cho nhiều khách hàng hơn ở thị trường, các hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố. Phán quyết này là một thắng lợi cho chính quyền của Biden, vốn là một động thái tích cực để ngăn chặn sự hợp nhất trong một số ngành. Ông Biden nói rằng chủ nghĩa tư bản không có cạnh tranh và không phải là chủ nghĩa tư bản, đó là sự bóc lột. Như vậy ông đem ông bỏ tù ông Trump để ông Trump không có cạnh tranh cuộc chiến của ông, như vậy có nên gọi là tư bản bóc lột không? Biden viết phán quyết hôm nay cho là chiến thắng của người tiêu dùng khắp nơi muốn có sự thấp hơn giá cả và sự lựa chọn nhiều hơn. Cái chính quyền của tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để bảo vệ người tiêu dùng và thực thi luật chống độc quyền của chúng tôi, mà trong khi đó công ty Microsoft nó bự chà bá lửa. Công ty Google cũng tương tự, Facebook cũng tương tự. Đối với JetBlue, phán quyết này là một bước lùi lớn thứ hai tại tòa án liên bang trong vòng chưa đầy một năm. Một thẩm phán khác trong tòa án Boston đã giết chết mối quan hệ đối tác vùng Đông Bắc giữa JetBlue và American Airlines. JetBlue hãng hàng không không có doanh thu lớn thứ sáu trên toàn quốc. Có doanh thu lớn trên sản phẩm ở đây phải đưa ra một kế hoạch tăng trưởng khác, đó là nhiệm vụ của ngành giám đốc điều hành sắp tới. Phán quyết thứ ba có thể mở cơ hội cho Frontier Airlines thực hiện một nỗ lực khác để mua lại Spirit. Hai hãng hàng không giá rẻ này công bố một thỏa thuận bằng tiền mặt và cổ phiếu vào 2022, chỉ để JetBlue đưa ra đề nghị hoàn toàn bằng tiền mặt và giành thắng lợi trong cuộc đấu thầu của Spirit tại tiểu bang Florida. Cả một câu chuyện này chúng ta hoàn toàn thấy sự sát nhập của hành hàng không có thể là sự cần thiết về giá cả, nhưng mà chính quyền của Biden gần như họ đã tạo điều kiện cho cái sự mà không cạnh tranh. Cái lập luận này rất là ngược ngạo, nhưng mà tóm lại đó, tòa án tôi nghĩ đang giúp đỡ chính quyền của Biden rất nhiều và đang bắt chẹt một số công ty nhỏ như vậy. Đó là bản tin trong chương trình của VLKT News. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.